Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ vậy ta. Ơi. Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không. Dạ không. Em không thích gầy. Không, tôi chết. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào hai MC anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và rồi, bạn gái bên kia cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Huyện ạ, sinh năm 1992. Quê em ở Ninh Bình ạ, hiện tại đang làm ở dưới Long An ạ. Em làm cái gì ạ? Em làm bên QC kiểm hàng giá ấy ô tô ạ. Rồi em tự giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào ạ, anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Ngọc. Hiện tại năm nay em 27 tuổi ạ. Ngọc làm gì? Hiện tại em đang làm công nhân tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em thì em hiền. Khéo thì không khéo lắm nhưng mà cũng biết theo một chút xíu. Biết theo. Dạ. Còn nhược điểm của em thì tại em hơi khô khan mà nhiều khi em thẳng tính quá, đâm ra dễ mất lòng người khác ạ. Cái đường tình duyên của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói chính thức thì em chưa yêu ai. Nhưng mà em cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng em cảm thấy chưa phù hợp lắm nên em đã không tìm hiểu tiếp ạ. Vậy đó hả? Tức là có nghĩa là chưa có tình yêu? Dạ. Chưa có tình yêu luôn? Dạ. 27 tuổi rồi. Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ vậy ta. Ơi. Huyện có người yêu chưa? Em về mới tình chính thức thì chưa, nhưng mà ngày trước có yêu đơn phương một người 3-4 năm rồi ạ. Đơn phương thôi. Vâng. Huyện có nắm tay con gái chưa? Nếu mà nắm tay với cách bình thường thì có rồi. Ý là mình không có cảm giác, ý là không có cảm giác là yêu đương gì ấy, thì nắm tay đấy là bình thường. Có hôn con gái chưa? Chưa. Chưa luôn. Vâng. Ôi rồi. Trời ơi. Vậy là hai bạn này chưa yêu đương. Coi như là trinh nguyên hết cả hai đứa một cặp luôn đó. Được rồi, cặp đôi này hay nè nha. Ôi cái cặp này đúng rồi. Bạn gái, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người có một cặp mắt đen to, 2 mí, người có dáng cao. Cao bao nhiêu? Họ phải đen. Em nghĩ trên 1m65. Trên 1m65. Nhưng nếu cao hơn thì tốt hơn. Tốt. Em thấy có được bao nhiêu % Huyện? Chắc tầm 30-40% rồi ạ. Hả? Được bao nhiêu cơ? 30-40% mà. Được có 30-40% hả? Và nhưng mà không biết được, nhưng mà may gặp mặt này thích thì sao, em không, cái đấy không nói trước được ạ. Đó, bây giờ bạn ấy nói là em 1m65 đổ lên thì em cũng 63 đấy ạ. Mất hết 2 phân. Đấy, thế mắt có to không? Mắt bình thường ạ. Bình thường. Thế có đen không hay nâu? Đen đi ạ. Mắt đen, mắt đen. Vâng. Bây giờ mập hay ốm nè? Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em không thích gầy. Không. Tôi chết, cũng 30-40 là đúng rồi. Vậy thì 30-40 rồi đấy. Chết rồi, ông Mai ơi, ông Mai ơi. Chào cưng. Dạ sao? Xem tình hình nào chứ. Bây giờ là có được 30-40% cái yêu cầu thì thế này thì có 30-40 rồi, người ta nói chuyện với nhau, rồi người ta nhìn nhau, biết đâu con tim nó sẽ làm lên 100. Thế còn quan trọng là con tim thôi. Thế còn bên đây thì sao này? Bây giờ em mong muốn cái người bên đây như thế nào? Để xem được bao nhiêu % nào. Em mong muốn một cô gái chuyện có duyên xíu ạ. Có duyên. Nãy giờ em thấy cô bên đây nói chuyện có duyên không? Thật ra cái này chắc phải nhìn mặt em mới cảm nhận được ạ. Úi dồi, người ta chỉ cần nghe thôi người ta cảm nhận là có duyên hay không. Tại vì em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều với con gái. À vậy à. Rồi, thích cao hay thích thấp? Cao, thích đẹp, rồi thích da trắng, tóc dài hay như nào? Mắt đen, mắt trắng, mắt vàng, mắt xanh, mắt đỏ. Em thì không, em thì coi là không cần phải xinh quá. Tại vì em cũng thiếu tự tin khi gặp những cô gái xinh quá. Mình cũng không được đẹp nên. Sao đi hoang thế, cũng đẹp trai đấy. Em không thích bạn gái điều gì? Thì bạn gái em quá cá tính ạ. Cá tính hả? Em thích là hay nói nhưng mà đừng có càm ràm. Không thích càm ràm ạ. Ý là hay nói tính em càm ràm, nói nhiều đó. Tính em thì ít nói ấy. Rồi cuối cùng ông phải thích thôi. Em thấy em có bao nhiêu phần gái? Dạ. Em có bao nhiêu % trong cái yêu cầu của bạn đó? Em thấy chắc là em trượt mất vài tiêu chí rồi đó. Trượt thì cỡ chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy ạ. Em thế. Thôi, quan trọng vẫn là con tim. Bây giờ hỏi gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ ngày hôm nay em tới có một mình vì gia đình em ở ngoài Bắc. Rồi. Có một người gì có hứa đi nhưng vì công việc đột xuất công ty không cho nghỉ được ạ. Rồi, được rồi, không sao. Rồi, không sao hết. Em trai tôi đi sẽ với thay mặt gia đình đàn gái đi với chị gái và các cháu ạ. Vâng, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và chào em gái và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, chị gái của em Huyện. Huyện ấy thì ở nhà thì thật là tính của Huyện thì rất là hiền lành và thật thà. Em cũng có nhận xét về em gái bên đây ấy là em gái bên đây thì có khuôn mặt rất hiền và dễ thương. Thì em cũng mong là hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu như mà có thể mà tiến tới xa hơn được thì cái đấy là cái điều mà gia đình rất là mừng. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị ạ. Mở rào hai đứa gặp mặt đi. Yeah. Kéo rào. Huyện ơi là Huyện. Dạ. Linh tỉnh đấy, quay qua nở nụ cười xem nào. Chào chào em. Công Huyện qua phường ngay. Hôm nay anh không có hơi cả các bạn nên anh chưa quyền chị nhiều nên anh tặng bố thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay em có món quà gửi đến anh là giỏ trái cây. Em hy vọng là ngày hôm nay em với anh sẽ có duyên và mọi thứ sẽ tốt đẹp và đơm hoa kết trái giống như giỏ trái cây này. Thôi, cảm ơn em. Người ta có ý hết trơn hết trọi đó. Đây. Hình một đơm hoa kết trái. Cười liên tục cho tôi, nụ cười cực kỳ duyên dáng nha cô gái. Yeah. Lần đầu em nhìn anh thì em cảm nhận với anh thế nào nhỉ? Anh hơi gầy, thực sự thì về cái nhìn đầu tiên thì có lẽ là em cần thời gian để nói chuyện. Còn anh đánh giá em được khoảng bao nhiêu điểm trong cái yêu cầu của anh? Anh nói thật là trong tình yêu thì anh dễ tính lắm. Nhưng anh cũng phải... Nếu xét bề ngoài thì anh không dám chê trách cái điều gì cả. Nhưng mà nếu mà tính cách thì phải tìm hiểu thì anh biết được. Chứ còn giờ anh thì cảm nhận em là người khá dễ thương ạ. Nhưng mà anh khá hiền ạ. Em cảm ơn ạ. Giờ nói cái cảm nhận đi. Em thấy là với người con trai này em có thể mở cửa trái tim của mình được không? Em nghĩ là có thể. Nghĩ là có thể. Dạ. Vậy còn anh thì nghĩ thế nào? Anh thì nghĩ chúng mình cũng nên tìm hiểu nhau để hiểu nhau rõ hơn rồi. Còn nếu mà em muốn tiến tới hôn nhân thì trong mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong năm nay có thể cưới thì càng tốt, mà không sang năm cũng được. Đó, quyết liệt luôn á, có thể năm nay luôn. Em tiến tới em hát một bài nào đó giao lưu văn nghệ có thể đem đến một cái sự thoải mái. Thật ra em hát cũng hay nhưng mà đấy, nó vui là chính. Nào, hãy giải tỏa tâm lý ngay lúc này. Nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó. Hôm nay em nói em cần đôi tay, em nói em cần dắt anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng nhau ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được ngôi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh nó. Thôi níu đó. Trời đó, như thế là đủ rồi. Đấy. Người ta gọi đó là hát từ trái tim đó em. Đưa ra quyết định của mình. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta phải quyết định trái tim mình có rung động hay không. Nếu rung động, hãy bấm. Và khi bấm, phải có trách nhiệm với điều đó. Còn nếu không rung động, không thích, không cần bấm. Nào, sẵn sàng. 3, 2, 1. Hết thời gian. Đã bấm. Wow. Vui quá à, cái cặp này. Cái cặp này bấm nó vui quá à. Nắm tay nhau đi. Thực sự á. Cặp này phải hỗ trợ quyết liệt nha chị. Bây giờ thì cái nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Nhất này, mãi hai đứa đều đầu tiên đó. Đầu tiên hết đó. Sao cảm giác sao nói nghe coi nè. Có nổi da gà không? Em nghĩ là cái đó để cho riêng em đi chị. Cảm giác khó tả đúng không? Dạ. Đây là phần quà của cô gái tặng cho chàng trai. Trời ơi, đơm hoa kết trái. Đúng rồi. Quá trời trái. Bảo vệ bạn gái kìa. Cầm cho nó. Rớt rồi, để lại đi. Rớt cho nên cần đi. Cái này là duyên số. Chúc mừng cho những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Hy vọng rằng niềm vui hạnh phúc sẽ bền vững mãi mãi. Người ta muốn gân guốc không mấy giờ mình về mình chích vô cho nó nổi gân. Giơ bàn tay lên cho khán giả coi. Tài nó múp míp như con gái không ơi. Tài nó thấy cưng lắm. Dạ vậy thôi em đổi sang cô Mụn Miệng. Đó dễ thương vậy đó. Em nhảy được đúng không? Dạ nhưng mà không thể nhảy trên đây được đâu chị. Tại vì cái đó chị có thể nhảy cho anh Lai xem thôi. Điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Ngọc Phương Lai. Em đến... từ Đồng Nai. Em làm công việc gì Lai? Dạ em làm bên nghề quay phim chụp hình, môi giới nhà đất. Đất Đồng Nai giờ lên. Dạ lên. Bữa nào bán anh với Ngọc Lan nền để rẻ. Trời ơi bên đây không có tiền mua nha. Mời nhà gái. Dạ xin chào tất cả mọi người. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào anh Lai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Duy, năm nay 30 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại đây luôn. Trời ơi. Quá trời lanh luôn á trời. Dạ em là họa sĩ tự do ạ. Ưu điểm và khuyết điểm của Lai là gì? Dạ ưu điểm của em là hoạt bát, nhiệt tình. Khuyết điểm thì đàn ông chưa vợ thì có hơi bề bộn một tí xíu. Không có lo chuyện đó. Dạ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em á, em là một người rất là tình cảm, biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Thì từ hồi nhỏ mà khi mà bà ngoại á mà ẵm em trên tay thì bà đã nói là trời ơi, bà mới ru đến cái câu là mẹ già như chuối chín cây là bắt đầu khóc ré lên luôn. Em không hiểu tại sao nữa. Dạ nhưng mà lúc đó là mình cũng không hiểu là mình dạ quá tình cảm luôn ạ. Ưu điểm một chút nữa đó là em rất là suy nghĩ tích cực, lạc quan. Còn về khuyết điểm thì em rất là hay gồng. Dạ không muốn cho người ta biết mình đang nghĩ cái gì. Dạ đúng rồi, mình rất là hay gồng. Mặc dù mình có thể là mình hơi yếu đuối nhưng mà không sao, mình cứ gồng mình lên vậy á. Nhưng mà sau khi em gồng lên như vậy thì em có cảm thấy nó đỡ hơn không, nó khá hơn không? Tại vì khi mà mình không được sống thật với lại cảm xúc của mình đó, thì mình sẽ có rất là nhiều suy nghĩ, không có được sống đúng là con người mình, thì mình không đủ tình yêu thương để mình cho đi những người khác. Dạ nên là cái đó mình phải thay đổi. Dạ đúng rồi. Cô gái bên đây rất là năng động, rất là cá tính, rất là hoạt bát, rất là đáng yêu luôn. Bên đây cũng vậy, người ta mua bán bất động sản, người ta cũng lanh lẹ, cũng phải không có vừa đâu nha, phải không? Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình cuối cùng đây là chia tay được 1 năm, quen được 3 năm. Mối tình thứ nhất quen mấy năm? Dạ 2 năm. Thứ hai? Dạ 2 năm. Thứ ba? Thì 3 năm. Mình có cái lỗi gì trong đó, có cái sai gì trong đó mà để đi đến sự chia tay? Nghĩa là em làm bên nghề quay phim chụp hình á, thì chắc đây mấy anh cũng làm bên nghề đó, mấy anh cũng biết là mình đi quay suốt tới thứ Bảy Chủ Nhật thì không có thời gian để dành cho bạn gái. Có những cái xích mích trong đó dẫn đến chia tay. Vậy là em phải học hỏi mấy em quay phim nghe anh. Mỗi thằng quay phim tài nó quen 3-4 châu Á không cô đó, mà nó vẫn có thời gian hẹn hò nhau. Sắp lịch hay lắm, đây là những tài năng sắp lịch. Vậy mà em quen con cô mà sắp lịch không được là sao? Vậy giờ có cô... thời gian chưa? Dạ có rồi tại có nha. Giờ em không còn nhận, em hồi xưa em làm bên áo cưới nên em đi nhiều nên, nhưng mà giờ em chỉ về bên quay phim với chụp hình thôi, chỉ thứ Bảy Chủ Nhật thôi. Ok. Dạ. Nhà gái biết rồi, bên đây là hãy lắng nghe tình trường của bên đây nè. Dạ em chưa có mối tình nào hết. Dạ em chưa có mối tình nào hết. Trời nhanh gọn lại á. Ủa em nhưng mà sao? Dạ dạ chị Ngọc Lan biết sao không chị, là do em muốn dành thời gian để tìm hiểu bản thân mình. Dạ lúc nào cũng vậy hết á, lúc nào là mình cũng phải hiểu mình trước, bản thân mình muốn gì. Dạ thì lúc đó mình mới có thể là cho đi tình cảm của mình mới biết được cái gu của mình là như thế nào. Dạ lúc đó thì em mới bắt đầu là tìm hiểu người khác. Còn trước đó thì có thể là một số có chị chú Quyền Linh xinh quá dễ thương vậy mà không có bồ nội ơi dễ sợ luôn mà đáng yêu lắm luôn á. Trời ơi con dạ chứ có bắt tay một chút được, bắt mấy chút cũng được hết. Dạ vậy mà không có bồ trời. Dạ chứ có bồ lé hay sao không giỏi vậy mà không có bồ, lanh lợi nữa. Dạ cảm ơn chú. Hồi đó giờ có nắm tay đàn ông chưa? Dạ chưa. Chưa luôn á hả? Dạ. Lúc nắm tay đầu tiên đúng không? Dạ. Hy vọng là vậy ha. Dạ. Về kia bán bất động sản này kia được không? Dạ được, dạ được. Được ha? Dạ được. Được. Tráng thông minh, nó cao ráo, thông minh, Tráng này thông minh lắm nè. Dạ con cảm ơn chú. Rồi, được rồi, để chú tính cho. Con bây giờ gu con sao nè? Dạ gu của con thì là một bạn nam biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Rồi suy nghĩ tích cực. Rồi có một cái điểm được con rất là thích, đó là cái đôi bàn tay gân guốc. Để tôi đi qua tôi coi bàn tay có gân guốc, bàn tay uống nu là chết. Tay chú gân guốc không? Uống nu. Tôi thấy cái hình nền đó, tôi thấy ông có miếng gân nào hết. Hình nền cái tay uống quá hả? Người ta muốn gân guốc không, mấy giờ mình về mình chích vô cho nó nổi gân. Giơ bàn tay lên cho khán giả coi. Tay nó múp míp như con gái không ơi. Tay thấy cưng lắm. Tay cưng lắm. Tay u nu u nần ha. Trời ơi, nuột nà mà tay như hơn tay tôi nữa chạy. Mình đổi gu đi em. Dạ vậy thôi em đổi sang gu mụn miệng. Đó, dễ thương vậy đó. Nhiều khi á, bàn tay nó mụn mỉm, nó u nu u nao nần, nhưng mà cái con đường đời nó gân guốc. Đúng. Nó gai góc, nó tạo nên cái bản lĩnh con người, chứ chưa chắc cái bàn tay sần sùi mà nó cuộc đời nó có bản lĩnh nữa. Đổi gu rồi đó, an tâm nha, đổi gu rồi. Bây giờ gu đó rồi sao nữa nè? Dạ đó là một người đàn ông phải chín chắn, phải hiểu chính mình, phải biết yêu thương, quan tâm chăm sóc cho gia đình. Rồi. Dạ. Nãy giờ thấy bên kia nói mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng được 80% á. Quan tâm với chia sẻ rồi em quan tâm chia sẻ được. Rồi. Mình không thích đàn ông ở điều gì? Dạ đó là cái tính độc đoán và gia trưởng. Độc đoán gia trưởng có không? Dạ không. Mình khoảng bao lâu thì mình có thể lấy chồng được nè? Dạ ngay khi mà con gặp được người phù hợp. Hay quá. Thấy không? Thấy nhà gái tôi, thấy nhà gái ngon lành không? Nhà gái của tôi. Thôi bây giờ mình nói về cái tiêu chí mà mình chọn bạn đời như thế nào, coi có phù hợp với bên đây không? Tiêu chí của em là người nào hiền lành, vui vẻ, bao vui luôn. Dạ. Bao biết kính trên nhường dưới. Dạ. Dạ được rồi, em không có cần phải vẽ bề ngoài. Được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Mình đi với ai nè? Dạ con đi một mình chú. Bản lĩnh rồi không? Con bé nó bản lĩnh. Có chị Lan hỗ trợ an tâm. Đi với ai cưng? Dạ em đi với chú Thím với là ba đứa em. Hùng hậu quá. Hai đứa này em được ăn. Giống như dì ba dì sáu này kia ha. Dạ em chào anh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em là em gái của anh Lai. Thì theo thời gian em ngồi đây em quan sát thì em thấy là chị rất là dễ thương. Và em cũng mong là chị sẽ bấm nút cho anh hai em một cơ hội. Vì anh hai em cũng rất là dễ thương, hiền lành, thật thà. Và anh hai có nhiệm vụ mà phải rước chị dâu về cho tụi em. Thấy em gái dễ thương không? Em gái dễ thương vậy là anh trai cũng dễ thương vậy đó. Được rồi, thôi mở rào. Tiến tới luôn, nhanh gọn lẹ. Dạ chào anh. Em bó hoa. Dạ. Mong em tươi như hoa. Dạ, đây là món quà. Ý nghĩa của nó là một ông già, một bà già. Anh mong hai anh và em sẽ đến với nhau và sống đến đầu bạc răng long. Dạ em cảm ơn anh. Mình quay qua cho khán giả coi với. Chính tay em đi chọn rồi đó. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là cái bức tranh mà em vẽ. Đúng rồi, anh nghĩ vậy. Ba anh cũng là họa sĩ mà. Wow, dạ. Dạ với lại có một cái lá thư. Trong đây thì anh nó mở ra coi. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta se sẻ câu kinh, bình yên ta mừng. Dạ còn câu cuối, hãy sống thật hạnh phúc và bình yên nhé. Thì em thấy anh như thế nào? Dạ đầu tiên là em phải nói một lời cảm ơn đến với anh. Dạ cảm ơn anh đã vượt qua được hết tất cả những thử thách, tất cả những cái sóng gió để đến được đây ngày hôm nay. Là một điều rất là em rất là mừng rồi, rất là trân trọng rồi. Nên là em chỉ muốn gửi đến anh một lời cảm ơn thôi. Còn cái về bà ngoại thì em sẽ không nhận xét. Anh cũng thấy em cũng vui vẻ. Dạ. Đúng thiệt, như chị Ngọc Lan nói là em rất là tươi. Dạ. Thì anh cũng mong là mình đến đây là có một cái duyên, bởi vì duyên của mình rất là cao. Nếu sau này anh với em tìm hiểu sẽ biết nhiều hơn. Đúng rồi, các bạn phải vượt qua cả ngàn hồ sơ mới gặp nhau đó các bạn. Phải vượt qua rất là nhiều hồ sơ mới gặp nhau, như vậy là cái duyên lớn lắm đó. Bây giờ quan trọng thiếu nợ nhau thôi. Trung, nhưng mà anh sẽ tặng cho em một bài thơ tự nhiên anh mới suy nghĩ ra thôi. Dạ, quá hay. Nhưng mà anh suy nghĩ sao anh nói vậy thôi nha. Dạ. Vừa mới em tặng thơ nên giờ anh cũng mới suy nghĩ thôi. Dạ không sao ạ. Cảm ơn ai đã kết bạn cùng anh. Cảm ơn người sẽ chia buồn vui. Tại vì anh có những nỗi buồn, niềm vui thì cảm ơn bạn đã cảm thông vì tôi. Cảm ơn em đã dành tình yêu tôi. Nếu em bấm nút là em dành tình yêu cho anh luôn rồi đó. Là tôi cho anh một cơ hội á. Dạ em cảm ơn anh. Em hơi bị rung. Dạ em thấy là quá hay luôn ạ. Với lại có một cái điểm rất là hay đó là anh tên Lai phải không ạ? Đúng rồi. Dạ thì mẹ em tên là Lai. Dạ. Và mẹ em rất là thích sự tròn trịa một chút chút. Rồi mà em lâu ngày quá rất dấu Huyền còn lại Lai thôi. Dạ đúng rồi. Giờ là còn mình anh thôi đó. Còn Lai thôi đó. Dạ. Nếu mà em ở thành phố thì anh ngày thường thì anh cũng có thời gian nhiều mà. Anh ngoài thứ bảy chủ nhật anh làm hình rồi xong, khi nào em rảnh anh sẽ chạy lên bên em. Dạ. Tại em ở thành phố thì quá thuận tiện cho anh luôn. Nhà nó ngoài quốc lộ 1 luôn. Anh chỉ ra lên xe là đến được với em rồi. Dạ. Hai bạn nên hẹn hò nhau một buổi để mà cùng nhau sáng tác. Một bạn thì vẽ và một bạn thì sáng tác ra những cái bức hình. Lan nghĩ là những cái hình ảnh đó nó sẽ làm một cái kỷ niệm rất là hay đó. Chọn ra em đúng một người mà nếu mà thật sự là rất là hợp với em. Tại vì em là bên hình ảnh, bên này là họa sĩ. Hai bạn đều làm nghệ thuật mà. Dạ, cũng em làm cũng nghệ thuật. Em cảm giác là rất là hợp. Đúng hết, rất là hợp. Hai bạn là tâm hồn nghệ sĩ đó. Ba lại là họa sĩ nữa. Nhưng rất tiếc ba là mất rồi. Dạ, em xin chia buồn quá anh. Chú Ngọc Lan ơi, con có cảm giác giống như là nó xa quá. Chú giống như là muốn lại ôm bạn luôn. Trời ơi, đứng lên em ơi. Tới luôn. Đứng im. Im như cặp nãy đứng im luôn. Đứng im thôi. Đó. Đứng im. Cái huông tới luôn rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Ôm như hồi nãy sao? Ôm vậy luôn. Đúng rồi, ôm coi nó tròn trịa không? Trời, cặp này sao nó giống cặp nãy quá trời. Rồi, hình đẹp lắm. Hai bạn có biết là hai bạn làm cho chị muốn khóc luôn á. Trời ơi. Bây giờ đứng nói chuyện luôn, đó. Thời tới cả không kịp. Khoảng khoảng bao lâu là em có thể cho gia đình anh tiến tới với em? Ngày mai luôn. Dạ nói chung là ngay sau chương trình luôn, xong rồi thì mình sẽ tính đến cái chuyện đó. Đúng rồi, mình sẽ tìm hiểu. Dạ đúng rồi. Bây giờ hỏi em thích cái gì đi, hỏi coi sở thích gì. Em sở thích của em là gì? Dạ sở thích của em hơi tế nhị một chút, đó là em rất thích nhảy sexy dance. Wow, vậy là em nhảy được đúng không? Dạ nhưng mà không thể nhảy trên đây được đâu chị, tại vì cái đó chị có thể nhảy cho anh Lai xem thôi. Ví dụ như rớt nước mắt với hai người này luôn. Ví dụ như không có nhảy đây được, hai đứa nhảy xong rồi nhớ quay hình gửi tôi coi thử. Em thích mấy đứa con? Dạ em thì thích một bé thôi, còn nếu mà được thì hai bé. Dạ tùy theo cái điều kiện của mình nữa. Rồi muốn đẻ liền luôn không hay là đợi? Dạ đợi sau đám cưới. Đám cưới xong thì sớm con hơn sớm của. Đừng xích ra giữa này chút xíu tôi coi coi. Nè bây giờ là cặp này phải nói là duyên kỳ ngộ luôn đó. Đúng rồi. Trời ơi. Nắm bàn tay thấy sao? Có mếp hơi gần guốc gì không? Dạ rất là phê. Lần đầu tiên mình nắm tay con trai đúng không? Mình cảm nhận rõ ràng hơn đi, mình tả chi tiết đi. Lần đầu tiên đó, nắm tay người con gái trinh nguyên luôn đó. Dạ. Chưa bao giờ cảm nhận được nụ hôn đầu đời đúng không? Dạ chưa. Dạ vậy. Thì bây giờ về em cho anh hôn em một cái trên phim trường nữa nha. Dạ nhưng mà hôn nghe má. Rồi kệ. Để nguyên chụp tấm hình nha. Để nguyên là bữa nay tôi làm chụp hình hết luôn. Để nguyên tôi làm bằng chứng giữa tòa. Được không? Chịu không? Được. Chịu không? Dạ được. Tới công chuyện được không? Dạ tới. Bên đây chịu bên đây không? Dạ chịu ạ. Vậy hai tôi bấm nút nha. Đúng rồi đó. Bấm nút. Hả? Được ha. Bấm nút cái ôm liền nha. nha. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. 1, 2, 3. Tới công chuyện luôn, ôm luôn. Đơn giản gọn lẹ. Hạnh phúc đã gọi là ngập tràn trên sân khấu này. Về thưa với ba má làm liền luôn bây giờ nè. Mình hứa cái gì luôn? Thì con xin hứa với ba mẹ của bạn là con sẽ lo lắng và chăm sóc cho bạn Duyên như bạn Duyên mong đợi. Hay quá. Duyên nói gì vậy Duyên? Đây là chú với thím. Ba mẹ mất rồi. À, ba mất rồi hả? Ba mẹ mất luôn. Ba mẹ mất luôn hả? Mất lâu chưa? Dạ mất ba thì mới mất được 100 ngày à. Còn mẹ thì mất mười mấy năm rồi. Trời ơi. Nói gì với cô chú đi Duyên. Thưa cô chú và thưa em gái cũng như là gia đình của anh Lai đến đây ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay con đến đây, con xác định là con sẽ quen với lại cái người bạn trai mà chương trình giới thiệu. Tại vì con tin tưởng chương trình, con tin tưởng vào trực giác của con. Xin hứa là nếu như con và anh Lai thành công thì con sẽ luôn luôn là người phụ nữ của gia đình, sẽ sống thật là hạnh phúc và mang đến hạnh phúc cho anh Lai. Con cảm ơn ạ. Em không phải làm dâu đâu. Em gái xúc động muốn khóc luôn kìa. À chú, cô chú kìa. Đặc biệt là em gái muốn khóc rồi kìa em gái. Nói gì với anh trai mình câu đi em. Em cũng không biết nói gì. Tự nhiên thấy vui cùng anh. Em chúc anh là hạnh phúc và có một người vợ yêu thương anh nhiều. Thấy thường quá à. 100 năm trước ta không hề gặp, 100 năm sau biết có gặp không. Cuộc đời sắc sắc không không, thì thôi ta hãy hết lòng với nhau. Ôm nhau cái nữa nè. Được ôm. Được ôm. Cả cuộc đời chưa ôm lần nào chứ. Hạnh phúc rạng ngời luôn. Chúng tôi chúc hai em sẽ gặp tất cả mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc hai em sẽ sớm về chung nhà. Rồi dắt Duyên đi. Muốn dắt đi đâu đi? Không, phải đi bên này chứ không thể nào muốn dắt đi đâu thì đi được. Chúc mừng cho cặp đôi đầu tiên quý vị. Rất là vui. Chúng tôi mong muốn rằng những cặp đôi lên đây họ có duyên có nợ với nhau nhanh như vậy đó. Nói thiệt mua bán cũng vậy, mua nhanh bán gọn. Yêu nhau hay là gọi là kết hôn nhau cho nó sớm, nó lẹ làng. Mình sinh con đẻ cái, gia đình hạnh phúc cho nó may mắn không? Hy vọng là cặp đôi thứ hai cũng giống như vậy luôn. Dạ. Không? Thôi thì bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thép Vina KOA, tinh thần thép. Điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Và điểm yếu của em thì em không biết điểm mạnh của mình là gì. Ôi trời đất ơi trời. Em là người khá là độc lập. Những việc gì em muốn làm á là em sẽ cố gắng em làm cho bằng được. Cố gắng ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Và khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, em không biết làm việc nhà. Yên tâm bên đây làm em. Trời bên đây người ta nấu ăn được, người ta làm được đủ thứ mà. Có gia trưởng không? Vì em không phải là trưởng nên em không ra trưởng. Nhưng em sẽ cố gắng để thành một trưởng ra. Trời ơi, biết nói chuyện với thợ luôn á. Mời nhà trai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Minh Hiếu. Em sinh năm 1957. Năm nay em đã 35 tuổi. Em sinh ra ở Hà Giang và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À, từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình hả Hiếu hả? Dạ vâng ạ. À, thấy chưa? Thấy tinh thần của nhà trai chưa? Từ Hà Nội vô đây đó. Mời nhà gái. Mời em. Dạ em chào hai anh chị MC, chào bạn Nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lại Thị Thanh Thảo, em năm nay 32 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên kiểm thử phần mềm. Và em đang sinh sống ở Nhà Bè cùng với ba mẹ. Một người Hà Nội, một người ở Nhà Bè à, có bộ nó hơi xa ha. Nhưng sao tình yêu nó khi mà nó đủ lớn rồi thì không có gì là xa cả. Người ta còn nửa vòng trái đất ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà Hiếu hả? Dạ vâng ạ. Hiếu có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Và điểm yếu của em thì Em không biết điểm mạnh của mình là gì. Ôi trời đất ơi trời. Phức tạp quá. Vấn đề chúng ta nhìn thấy điểm yếu của mình là được. Còn điểm mạnh mình không cần thấy. Để cho mọi người tự thấy cũng được, không sao cả. Bây giờ em đang làm gì? À, hiện tại thì em gắn bó với ngành FMB là nhiều. Lên khi mà đến tham gia chương trình thì em cũng có mời hai MC và bạn nữ bên kia thưởng thức một chút đồ uống để cho ngọt giọng, có thể là giúp em may mối được tốt hơn. Ok, bây giờ để cho anh coi như anh mời bên kia uống trước đi ha. Dạ. Chúng ta cảm nhận rồi gặp nhau. Hân hạnh mời bà mối. Chào em gái. Dạ chào anh. Đây, bà mối thử đi. Cảm ơn ông Mai. Này của nhà trai làm đó nha. Trà vải hả cưng? Nhà trai tôi là khéo tay lắm đó. Đó, bên đây thế mạnh là vậy đó. Vậy thì bây giờ hãy nghe để thế mạnh của nhà gái nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em người khá là độc lập. Những việc gì em muốn làm là em sẽ cố gắng em làm cho bằng được. Cố gắng, ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Rồi còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, em không biết làm việc nhà. Em chỉ bình thường, ai làm cho em? Yên tâm, bên đây làm em. Trời, bên đây người ta nấu ăn được, ta làm được đủ thứ mà. À, rồi bây giờ mình nói tới tình trường đi. Hiếu 35 tuổi rồi. Dạ. Trải qua con đường tình duyên thế nào? Đã trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên thì vào năm đại học năm thứ hai. Rồi. Thì em có quen qua một trò game online, kéo dài được khoảng 1 năm. Không lâu lắm. Dạ vâng, thì sau đó là bạn ấy có đi du học, thì thực ra là cũng không kéo dài được. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đó khoảng 13 năm. Thì là cũng là một mối tình mà em được giới thiệu. Đó là em có thích nuôi chó, nuôi cún á. Thì cái cô bán cún có thấy em quan tâm chăm sóc con cún thì lại có giới thiệu em gái cho em. Hai cái mối tình này rất là lạ. Mối tình đầu tiên có 1 năm, xong 13 năm ngưng nghỉ không yêu. Dạ. Đến năm thứ 14 mới đầu yêu. Yêu 1 năm rồi bỏ. Tới giờ là bao nhiêu năm rồi? À, cũng được 2 năm rồi. Rồi trong khoảng thời gian gọi là ở không đó, em không có để ý gì tới tình yêu hay sao? Dạ, em để ý đến công việc. À, tập trung vào công việc ha. Rồi, người này là người lo sự nghiệp rất quan trọng. Đó, lý lịch sơ sơ của nhà trai vậy đó, nhà gái thấy làm sao? Bây giờ trước khi nhà gái đưa ra ý kiến thì nhà gái phải nghe cái câu chuyện tình trường bên đây cái đã. Tình trường mình sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình thôi ạ, từ thời đại học. Quen nhau gần 8 năm. Rồi sau đó thì bạn đi du học, thì em quyết định là chia tay. Cũng khoảng đó hơn 2 năm rồi, vì tới đây thì em vẫn một mình. Trời ơi, yêu nhau 8 năm rồi người ta đi du học rồi cái chia tay luôn. Tội nghiệp quá à. Bây giờ sắp tới mình sẽ đến một mối tình, coi như mối tình mới nhất đi. Mình phải chăm sóc nó, phải hiểu nó nhau nhiều hơn. Chính vì thế nên ta phải đưa ra cái tiêu chí cho nó cẩn thận. Ông Mai ơi, ông Mai hỏi tiêu chí của bên nhà gái trước đi. Rồi. Nãy giờ nhà gái không nói nhiều, nói ít quá à. Tiêu chí của mình sao cưng? Dạ, em tiêu chí cũng đơn giản thôi à. Chỉ cần bạn trung thủy, biết quan tâm em, với bạn ấy nấu ăn ngon, tính tình vui vẻ thoải mái một xíu. Tính tình vui vẻ thoải mái. Rồi đừng có gia trưởng. Không gia trưởng. Bây giờ em thích cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn em là được. Trắng hay đen? Dạ vừa người. Thích mập hay ốm? Dạ thích ốm. Rồi để chị qua chị coi bên đây mập hay ốm nghe. Ốm hả? Chào chị. Chào em. Trời ơi trời. Đúng luôn á. Đúng gu em luôn. Ở đây người ta có chuỗi bán nước, ta uống nước không, người ta không ăn. Uống nước trái cây không mà nên healthy lắm. Có gia trưởng không? Vì em không phải là trưởng nên em không gia trưởng. Nhưng em sẽ cố gắng để thành một trưởng gia. Trời ơi, biết nói chuyện dễ sợ luôn á. Trời ơi, sale mà. Dễ thương ghê. CEO của một chuỗi cái thức uống như cửa hàng thức uống là cũng gọi là bản lĩnh lắm á. À, bây giờ mình nói về tiêu chí của mình đi. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì sao nè? Gia đình em thì là một gia đình rất là tình cảm, nên em muốn có một người con gái sống tình cảm, sống biết điều với lại gia đình và các mối quan hệ. Thì nói chung là mọi thứ khác thì em cũng không đặt quá cao, chủ yếu là phù hợp với nhau là được. Rồi, tình cảm là được đúng không? Yêu thương chăm sóc gia đình là được. Được không em gái? Dạ được. Được ha? Dạ. Con người này cũng tình cảm đây. Đôi mắt cũng ướt ướt ha. Rồi nụ cười rất là tươi, cũng rất là tình cảm luôn. Mình định chừng nào lấy chồng? Dạ ba mẹ em cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi. Nhà em là ở đâu? Dạ em ở nhà bè. Ở nhà mẹ luôn hả? Giờ ở với ai? Em ở với ba mẹ. À, bây giờ là ở ba mẹ. Thí dụ giờ cô gái nói em không đi Hà Nội được, em phải ở đây chăm sóc ba mẹ thì có được không Hiếu? Em nghĩ rằng mỗi người có một quan điểm riêng. Thì bản thân em thì cả gia đình và sự nghiệp của em ở Hà Nội. Nên em nghĩ rằng nếu mà có sự lựa chọn thì em nghĩ rằng em vẫn lựa chọn ở gần, vừa gần ba mẹ và phát triển sự nghiệp của mình. Đó. Lỡ giờ người ta cũng muốn ở gần ba mẹ người ta làm sao? Nói chung thì vì khoảng cách khá xa nên em nghĩ rằng chỉ có một trong hai sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà có sự lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ đi lại thường xuyên. Vì bây giờ vé bay cũng rất là tiện rồi. Nói chung quan điểm hai bên là rõ rồi đó. Mình hỏi người thân đi. Okay. Thấy bên nhà gái là có vẻ rất là muốn đóng góp ý kiến nè. Mình hỏi người thân nhà gái trước ha em ha. Dạ. Đầu tiên thì em chào hai anh chị MC và em chào bên nhà trai ạ. Khuyết điểm bạn em thì khá là nhút nhát. Bạn không có giỏi ăn nói. Nhưng mà ưu điểm của bạn là như bạn đã nói rồi á, bạn nhất quyết làm gì thì sẽ làm đến cùng. Và ưu điểm của bạn là bạn rất là thật thà, chân thật. Và thật sự là tính tình của bạn rất là tốt. Rất tốt luôn. Rất là hiếm tìm được một người con gái nào mà tốt như bạn. Chơi với bạn rất là chân thành, rất là có hiếu với ba mẹ và cũng rất là biết cơ đối nhân xử thế. Nếu như hỏi em thì em thấy là bạn trai bên đây khi mà ngay khi bước ra là em đã thấy rất là hợp couple với lại bạn em. Khó khăn nhất ở đây là hai bạn ở xa quá cho nên là không biết là có thể sắp xếp được với nhau hay không. Nhưng mà bạn em thì khi mà đã nhất quyết làm thì sẽ làm đến cùng. Cho nên nhà trai cũng đừng quá lo lắng. Em đó chỉ là quan điểm của em. Rồi, cảm ơn em gái. Rất là hay đó. Rất rõ ràng. Rồi, nhà trai mình đi với ai nè? Đó, em đến đây cùng với lại ba mẹ và người thân. À, xin chào nhà trai ạ. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả ở trong trường quay. Xin chào nhà gái. Và chào cháu gái xinh đẹp. Tôi là Mai Thị Huyên. Năm nay tôi 66 tuổi. Đây là bố của cháu Hiếu. Và bên cạnh nữa là anh trai của Hiếu. Và chúng tôi thì từ Yên Bái xuống Hà Nội tối hôm qua. Thế thì hôm nay đến cái trường quay này thì tôi rất là phấn khởi. Gia đình tôi mừng lắm. Con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cũng màu đen. Đấy, đó là một cái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa. Nhưng mà yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo. Bây giờ thì đơn giản thôi mà. 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau đừng hay đúng không ạ? Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn ấy. Không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn những tiêu chuẩn như vậy. Đúng không? Dạ. Bác già rồi nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này như thế đấy. Hay quá hả? Bởi vì bác nấu ăn thì bác cũng biết nấu nhưng bác này nấu ngon hơn. Bây giờ con trai bác cũng vậy, cũng nấu ngon hơn. Cho nên là con yên tâm. Nếu như mà hai con có cái trái tim cùng hòa cùng một nhịp đập thì con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Thế còn nói về các con có ở chung với bố mẹ hay không là do các con quyết định. Bác đã cho Hiếu ở một mình hơn chục năm nay rồi mà. Kể từ ngày đi học cho đến bây giờ lập nghiệp rồi cũng ở Hà Nội một mình. Còn bố mẹ thì ở quê thôi. Cho nên con cũng thế thôi. Báo hiếu bố mẹ là rất quý. Con còn lo cho bố cho mẹ như thế đều đấy là rất quý. Hiếu cũng lo cho bố mẹ lắm chứ. Bố mẹ đi đường xa sợ bố mẹ mệt lắm chứ. Nhưng mà cái hiếu đó không phải là ta ở gần là có hiếu. Đúng không con? Dạ. Miễn là mình làm ra kinh tế, mình tự chủ, tự lo cho mình. Các con hạnh phúc, kinh tế phát triển đó là bố mẹ rất là mừng. Và cái đó là các con là báo hiếu bố mẹ rồi. Về phần cha mẹ là cũng chỉ tham gia như vậy thôi. Và cái điểm cuối cùng là mong rằng là khi bấm nút là các con cùng hỏi chung một nhịp đập. Bấm nút điều đấy là gia đình mừng nhất. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ là hai bên gia đình đã nói như vậy rồi thì còn chần chờ gì nữa. Vậy thì thôi thì mở rào. Bắt đầu đi em trai. À, đúng rồi, tính chương trình cho anh có một chút quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ, em cũng gửi tặng anh ạ. À, cảm ơn em. Khi đến với chương trình thì em rất là vui. Em cũng ra rất là nhiều cái mường tượng về bạn nữ. Được gặp bạn nữ thì thấy bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Trước khi đến cái chương trình thì em cũng không có quá là mong, em cũng sợ là mong đợi nhiều thì nó sẽ thất vọng ấy. Nên em cũng chỉ là hy vọng là bạn vừa đủ những gì tiêu chuẩn mình đặt ra thôi chứ. Và khi mà gặp bạn hôm nay, bạn chia sẻ và nghe là chia sẻ của bạn và cũng như là của bác á, thì em cảm thấy là tuyệt quá, tại vì bạn thực sự là đúng giống kiểu mẫu người mà em cũng đang muốn hướng tới, em tìm được. Thật ra hai bạn này nè, bây giờ chỉ cần hai bạn bàn về cái chuyện hẹn hò đi. Đúng rồi. Hẹn hò nó như thế nào? Bảo đảm luôn sau khoảng thời gian hẹn hò là hai bạn này tự động sẽ có đưa ra cho mình những cái phương án cho hôn nhân. Vậy thì anh cũng xin phép được hỏi em hai câu như này. Dạ. Cái thứ nhất thì nếu mà được thì bao giờ em có thể kết hôn được? Và câu thứ hai, nếu mà chỉ có sự lựa chọn ở đây hoặc ra Hà Nội thì em sẽ lựa chọn phương án nào? Dạ, về kết hôn thì em đã sẵn sàng từ nhiều năm rồi ạ. Em chỉ chờ người tới rước thôi. Cười quá vậy. Còn về mình sau khi kết hôn mình ở đâu thì em nghĩ là lúc này sẽ là cân nhắc giữa hai bên. Tiến tới đi em. Giờ mình không nói, mình hành động. Ông đứng sát vô, cứ đứng sát vô coi coi ba mẹ thấy hợp lý không. Về phong thủy rồi. Đẹp, hai bạn này đẹp đôi. Vấn đề là hai đứa thấy có hợp nhau không? Nãy giờ nói chuyện đó, trái tim có nhúc nhích, rung động chút xíu này không? Có thấy tìm được đối phương một cái gì để mình yêu, mình nhớ, mình thương chưa thôi? Rồi, về ghế đi các bạn. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm là chúng ta đồng ý hẹn hò, là trao duyên cho nhau. Nào, chị Lan đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Em trai không bấm. Mình em có nói một chút xíu về lý do em không bấm. Em nghĩ rằng lúc đăng ký chương trình thì em cũng có cái tâm nguyện, đó là hiện tại bây giờ tuổi của em nó cũng lớn thôi. Em muốn có một cái thời gian tìm hiểu nó không quá dài để có thể kết hôn được trong năm nay. Rồi. Cái khoảng cách nó thực sự là quá xa, nên ra là cái thời gian mà nó có thể tìm hiểu nhau thì nó sẽ bị thu hẹp lại rất là nhiều. Thế nên em nghĩ rằng mình có thể là có một dành một sự lựa chọn nào đó nó có thể tối ưu hơn cho cả bản thân mình và cho tất cả mọi người, thì không làm mình mất thời gian của cả bạn nữ nữa. Rồi, chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn. Ơi, không sao cả. Nếu như chúng ta không bấm nút ở đây thì có hàng triệu người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho cô gái, hoặc là có hàng triệu người sẽ bấm nút cho chàng trai. Duyên mà, coi như hôm nay các bạn có duyên từ Hà Nội đến Nhà Bè đã gặp nhau, nhưng chắc không có thiếu nợ. Đây là những món quà dành cho các bạn đây. Chúc các bạn luôn luôn may mắn trong cuộc sống và chúc các bạn sẽ thành công trong con đường mình đã chọn. Cảm ơn anh. Dạ, xin mời hai bạn. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay chúng tôi kể cho quý vị nghe không trọn vẹn lắm. Hai nút bấm đã không đồng điệu với nhau rồi. Duyên phận sẽ đến với các bạn trong một ngày sớm nhất nha. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình sau Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NETLOVE. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình, và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi khoái con gái lắm, tôi để con gái càng nhiều càng tốt. Không để con gái đời, không để lên nhạc. Cái sự nồng ấm trong gia đình em rất là quan trọng, nên là em không bao giờ để mà lạnh nhạt trong cái gia đình của mình. Thật ra đôi khi mình không thấy cái Lan nó đúng đó. Rồi. Bây giờ một người phụ nữ người ta có 2 người con với mình thì phải có cái gì dữ dội lắm thì mới chia tay. Ly thân là cũng phải là 4-5 năm. Còn cái lý do ly hôn chỉ đơn giản là thiếu sự chia sẻ thôi. Đừng cố gắng gồng mình quá, hãy sống bằng cả trái tim của mình. Làm sao để giữ con thuyền đó đi trong phong ba bão tố, đi suốt cuộc đời này. Bẫy giặc Kushima, điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. mời nhà gái. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, nhà gái giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Xin chào. Dạ, em chào tất cả mọi người đang ngồi dưới khán đài, cùng tất cả các quý vị đang xem chương trình. Em tên là Trần Thị Bích Hồng, năm nay 32 tuổi. Hiện tại em đang làm công việc là chăm sóc khách hàng tại một công ty tài chính. Hiện em là mẹ đơn thân. À. Em bé bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ, con em năm nay 10 tuổi rồi chị. Bé ngồi dưới đúng không? Đúng rồi. À, Hồng có con gái rồi đó hả? Dạ. Bây giờ Hồng đang sống và làm việc tại Lâm Đồng luôn hả? À, dạ không, em hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mời nhà trai. Dạ em chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan và bạn gái kế bên và tất cả mọi người ạ. Em tên Luân, em đến từ Bình Phước và năm nay em 34 tuổi. À, Luân hiện nay sống ở đâu? Dạ em đang làm việc và sống ở Bình Phước. Ở Bình Phước luôn hả? Sống với ai Trịnh? Dạ với mẹ với hai nhóc của em. Ủa, có hai đứa con luôn hả? Đúng rồi. Hoàn cảnh sao mà có hai thằng nhóc trước chị Luân? Dạ thì em lấy vợ cách đây 4 năm thì vợ chồng chia tay nhau thì em... Mình ở với nhau được mấy năm? Dạ 6 năm. Có hai đứa con nhỏ dễ thương quá, ngồi dưới mà chắc cũng dữ dội lắm mới chia tay đúng không? Hết duyên nợ. Nhưng cảm giác trong cái duyên nợ đó mình có lỗi gì với người phụ nữ không? Nói chung là em thấy em cũng không có lỗi gì để mà... Không có lỗi gì hết hả? Đôi khi là em bị thiếu cái sự quan tâm dành cho người phụ nữ của mình vì công việc của em nó quá bận thì sao? Đó cũng là một trong những nguyên nhân gì? À, công việc của em thì... Dạ, chào chị Ngọc Lan. Cái sự nồng ấm trong gia đình em rất là quan trọng. Nên là em không bao giờ để mà lạnh nhạt trong cái gia đình của mình. Thật ra đôi khi mình không thấy Ngọc Lan nó đúng đó. Rồi. Bây giờ một người phụ nữ người ta có hai người con với mình thì phải có cái gì dữ dội lắm thì mới chia tay. Ở đây mình không phải bắt lỗi người đàn ông hay gì, nhưng mà nếu mà chúng ta nhận ra ok tôi thiếu một cái sự chăm sóc hay thiếu một sự tinh tế nào đó, mình nhận ra được cái lỗi riêng mình á để mình khắc phục cho cái mối tình sắp tới nè. Dạ đôi khi cái lỗi đó của mình cũng ngay cả bản thân mình cũng không biết. Ở đó thí dụ như thế. Bây giờ ưu điểm của em là gì nè? À, dạ ưu điểm của em là em sống rất là trách nhiệm với gia đình. Thấy hai người con ở đây là biết là em lo cho hai đứa con rồi đúng không? Dạ đúng. Là con em nuôi đúng không? Dạ, nói chung là để vợ giữ tiền. Rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm. Khuyết điểm thí dụ? Khuyết điểm là dễ, giống như là trong cuộc sống mà khi mình gặp một cái biến cố hay gì đó thì em là cái người rất là dễ suy sụp về cái... Mình đang có một cái gia đình hạnh phúc mà mình bị mất đi á thì nó làm cho em cái thời gian nó bị... Nói chung là suy sụp cái thời gian đó. Thế thì trong cái thời gian mà em suy sụp như thế thì tinh thần ở đâu mà để cho em có thể nuôi hai bạn nhỏ này? Có nghĩa là em tự đứng lên thôi. Có nghĩa là công việc nó sẽ... Em bận về công việc nhiều thì cái công việc nó khỏa lấp cái khoảng thời gian đó. Ok. Còn bây giờ tôi sẽ hỏi nhà gái nè. Rồi. Gái cười tươi có duyên rồi, mắc cỡ e thẹn rồi. Mình chia tay với ông xã bao lâu rồi? Em có con với chồng em là năm 2012 thì sinh bé. Thì mãi đến năm 2013 thì em mới bắt đầu là kết hôn. Thì trong cái thời gian kết hôn thì hai đứa em cũng đi thăm nhiều. Nhưng mà cái thời điểm định điểm để em quyết định ra tòa á, thì là tháng 8 năm 2020. Ly thân là cũng phải là 4-5 năm. Còn cái lý do ly hôn chỉ đơn giản là thiếu sự chia sẻ thôi. Thôi, mỗi bên thì cũng có trai có gái đủ rồi. Tôi khoái con gái lắm, tôi để con gái càng nhiều càng tốt. Không để con gái đời, không để lên nhạc. Cái tiêu chí để chọn một cái người đàn ông của em là như thế nào? Dạ em, thứ nhất là em không thích đàn ông nhiều chuyện. Đàn ông mà nhiều chuyện là mệt lắm á. Dạ. Cái thứ hai là em không thích đàn ông vô duyên. Đôi khi có người ta vô duyên mà ta không biết ta vô duyên thì mình phải bổ sung duyên cho họ thôi. Đúng rồi, mình phải nhắc người ta anh cái đó hơi vô duyên. Tại vì trước khi em đến chương trình này á, thì em cũng quen một vài anh thì họ rất là thẳng. Chưa biết em như thế nào hỏi lý do sao em ly hôn chồng vậy? Rồi em quyết định quay về với chồng em không? Hỏi những câu đại loại là vô duyên như vậy em không thích. Và cái thứ ba là em không thích đàn ông ở dơ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em là em sống rất là thành thật. Gia đình về phía em thì em không nói ha. Phía người yêu của em á, thì em xem bố mẹ em như thế nào thì em sẽ xem bố mẹ của bên phía người ta như vậy. Tại vì em chỉ quan niệm là nếu như không có bố mẹ của người đó thì chắc chắn sẽ không có người đàn ông đó để cho em ôm. Dạ. Ưu điểm của em là em sòng phẳng trong tất cả các mối quan hệ. Em cảm thấy như vậy, đó là ưu điểm của em. và em không nhiều chuyện. Em cũng không thích thọc mập vô chuyện đời tư của người. Đúng rồi, chuyện mình lo chưa xong. Nhược điểm của em thứ nhất là em không biết nấu ăn. Cái thứ hai là em hơi khó tính. Đối với những người xung quanh em thì như thế nào cũng được. Nhưng mà còn đối với những người thân cận nhất của em là chồng em và là con em, là em không nhiều chuyện thì em cũng không thích người ta nhiều chuyện. Khi mà em ra ngoài đường em chỉnh chu thì em cũng thích chồng và con em cũng chỉnh chu như vậy. Cái đó gọi là khó tính. Mà cái khó tính của em thì chị em cũng nói, mà mẹ em cũng nói và con em cũng nói là em khó tính. Nó có hơi áp đặt không em? Em không thấy cái đó là áp đặt. Bởi vì khi mà mình ra ngoài đường, thậm chí ngay cả chị khi chị ra ngoài đường chị cũng không thích người nhiều chuyện mà. Cái đó là em đang không có... Cái nhiều chuyện thì đúng rồi, nhưng mà cái chỉnh chu á, cái quan điểm của em, cái nhìn của em nó là như vậy. Nhưng có thể là cái người đàn ông bên cạnh em, người ta là thấy ủa anh có chỉnh chu rồi mà ta. Nhưng mà em lại muốn chỉnh chu theo cách của em. Cái chỉnh chu của em là người đàn ông đó và em nữa cảm thấy là ai cũng thấy ý kiến của mình đúng thì em sẽ mời người thứ ba, em sẽ nhờ người thứ ba. Còn nếu như người thứ ba nói là anh đúng, ok, xua thì em sẽ theo anh. Rồi mua chuột người ta sao? Đó là cái việc của mình với gia đình mình á, thì mình cũng nên hạn chế để mà để một cái người thứ ba họ phải quyết định. Đang nói về cái vấn đề chỉnh chu thôi. Được, không, ý kiến đó cũng hay. Cái đó chuyện nó vui là làm gì có chuyện mà cãi nhau đã xong kêu người thứ ba giải quyết. Dạ đúng rồi. Tức là ta nói hai bộ đồ đi ra đường, bây giờ kêu bạn sớm qua hỏi bây giờ coi đồ ai đẹp hơn là thấy cũng mệt. Là mệt rồi, tại vì bà cũng có ý kiến khác nữa không? Bây giờ thì thôi mình hỏi ý kiến người thân cho họ gặp mặt đi. Cưng quá à. Tôi khoái bà này rồi nha. Chào chú Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Chào con. Thì con cũng thấy chú kia cũng được. Bây giờ chú để hỏi con có muốn má để lấy chồng. Cô Lan sướng với con. Nhà mẹ hay la không? Có. Lấy chồng để mẹ bớt la con hay sao? Dạ đúng rồi. Vậy là mẹ khó lắm nè. Con mà nó còn... Ở nhà ai nấu cơm con ăn? Lâu lâu thì con nấu, mà lâu lâu má con cũng nấu. Con nấu luôn hả? Dạ. Con bắt đầu nấu cơm từ bao nhiêu tuổi? Con bắt đầu nấu cơm từ năm 8 tuổi, từ khi mà con ở với bà ngoại con. Bây giờ nè, cô Lan hỏi thiệt nè. Bây giờ con nhìn chú bên này đi. Đó, nếu mà ngày hôm nay mà mẹ và chú bấm nút á, thì con có vui với cái quyết định đó của mẹ không? Dạ có. Con thấy chú như thế nào? Con thấy chú cũng được. Chú đẹp trai không? Dạ có. Rồi, anh trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ với hai nhóc với dì. Có mẹ đây hả? Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan và chào tất cả mọi khán giả trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thấy bé gái bên đây cũng xinh, dễ thương, dạy dỗ con rất tốt. Cô cũng mong là cho con trai của cô một cơ hội. Dạ. Hai đứa tìm hiểu nhau đi. Tại vì Luân nó là một người đàn ông rất là tốt. Nhưng mà số phận của nó gặp một người vợ không tốt. Cô chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn chương trình. Dạ. Cho chú Linh hỏi con trai lớn cái này con. Con có muốn ba con lấy vợ không? Dạ có ạ. Con thấy cô này sao? Được không? Dạ được. Con thấy em gái nè dễ thương không? Dạ cũng dễ thương. Dễ thương. Được rồi, chú hỏi vậy được rồi. Bây giờ thôi mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Rồi chuyện gì đến nó đến ha. Mở rào. Mở rào. Rồi, bước qua cơ. Lần đầu em em chào anh. Trước tiên là anh cho em xin phép được tạm thời không nhận bó hoa này được không ạ? Tại vì em thực sự em rất là ít khi mà nhận quà từ một người mà không hề có ý nghĩa gì với em cả. Và ngày hôm nay thì em cũng không có mang món quà gì lên đây cả. Nếu như mà em và anh có đồng ý hẹn hò thì anh cho phép em nhận món quà này sau. Và anh cho phép em là được nợ anh món quà để lần đầu tiên mà hai chúng mình đi hẹn hò thì em sẽ tặng cho anh được không ạ? Dạ em rất là xin lỗi anh nha. Em mong anh thông cảm giùm em ạ. Rồi, thấy khó rồi đó. Anh nói trước đi ạ. Anh hồi nãy thì anh giới thiệu bản thân anh là tại anh đang làm giúp dạy lái xe ở tại Bình Phước. Có cái suy nghĩ gì về anh không? Thì cái điều kiện của em như thế nào? Thực sự ra thì em không phải là một người vội đánh giá người khác chỉ qua một vài câu nói hoặc là chỉ qua một vài lần trò chuyện. Bây giờ nếu như anh hỏi em là em suy nghĩ gì về anh không thì em trả lời là không. Nhưng mà nếu hỏi là em có suy nghĩ gì về cái cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ hay không thì em nói có. Có thể tin tưởng anh thì em không, nhưng mà em sẽ tin tưởng mẹ anh nhiều hơn. Theo như anh thì trong một cuộc tình đó, điều gì là quan trọng nhất? Cảm xúc giữa hai người với nhau. Theo như em á, thì thứ nhất là phải nên biết chia sẻ. Thứ hai là phải biết lắng nghe và điều quan trọng là phải biết thay đổi. Nếu như sau này em với anh mà có hẹn hò với nhau á, ở em có làm những điều gì anh không thích thì anh nói thẳng. Anh không thích em như vậy. Ok, nếu như em cảm thấy là em thay đổi được, tình yêu của em đủ lớn thì em sẽ thay đổi. Hoặc là em làm cho anh buồn vì một cái gì đó thì anh cũng nên nói để lần sau em rút kinh nghiệm. Mình yêu nhau á thì mình phải sống vì nhau. Anh thương em như chính bản thân anh thì em cũng sẽ thương anh như chính bản thân em vậy thôi. À, thực ra anh thì là một người sống rất là hướng nội, hướng về gia đình mình thôi. À, anh sẽ có nhiều cái sự chia sẻ với vợ hơn. Ví dụ như là làm việc nhà hay là chăm sóc con cái thì cái đó là anh có thể chia sẻ mọi thứ. Thậm chí là những cái việc vợ chồng làm ăn hay là những cái sinh hoạt trong cuộc sống này nọ thì anh có thể chia sẻ hết những cái vấn đề đó. Nếu trong cuộc sống của vợ chồng á, có những lúc thăng lúc trầm thì em có đủ bản lĩnh để vượt qua cùng với chồng của mình không? Thực tế là khi mà em ở với chồng em thì cũng nhiều khi hai đứa cũng phải vất vả lắm. Em vẫn có đủ bản lĩnh để mà cùng anh ấy vượt qua, nhưng điều quan trọng là anh ấy có xứng đáng không? Em cũng đã từng đổ vỡ rồi. Cho tới khi mà hai đứa em thành công thì anh ấy lại là người làm cho cuộc sống hôn nhân đó tan vỡ. Và bản thân em là một người rất là cá tính. Thế nên là nếu như mà khi em đã cùng anh vượt qua khó khăn rồi nhưng anh lại không còn xứng đáng với tình yêu đó nữa thì em sẵn sàng chấm dứt. Dạ, em sẵn sàng ra đi hai bàn tay trắng. Anh vẫn thích những người phụ nữ bánh bèo một chút. mình đôi khi mình cá tính mạnh mẽ quá, mình cái gì mình cũng có thể là nghĩ là mình lo được cho mọi người. Nhưng mà anh thì là cái người đàn ông, anh chỉ cần là người phụ nữ bên cạnh mình để mình bảo vệ người phụ nữ đó thôi. Vậy khi mà em bánh bèo thì anh đừng có chê nha. Tại vì ngày xưa khi mà chồng em sau khi ở với em xong rồi thì chồng em về nói với mẹ em là mẹ ơi sao cô Hồng nhõng nhẽo quá, con chịu hết nội rồi. Cho tới khi mà em nhõng nhẽo, tới khi em bánh bèo là anh không được la nha. Cái người phụ nữ đối với anh thì là một cái niềm tự hào của anh. Đi đâu thì anh cũng muốn, có nghĩa là vợ chồng đi cùng với nhau. Và đó thì cái kiểu như là em cũng vậy. Em phải mình lúc nào cũng phải cái tình cảm với nhau. Đúng chứ rồi. Mình đừng có mà lạnh, cái kiểu như là có một cái rào cản gì với nhau. Nếu đã đến với nhau thì chắc có lẽ là mình sẽ hướng về Sài Gòn hay em ha? Ừ, sao cũng được. Mình cảm thấy ở nơi nào mà mình cảm thấy là mình thoải mái nhất thì ở. Dạ. Tiến tới nắm tay em gái, mình giao lưu về mặt cảm xúc, cái mình hát bài lời tỏ tình mùa xuân, lời tỏ tình dễ thương hay gì đó, thí dụ chẳng hạn. Nào, tới đi em trai, nắm tay bạn gái. Mình nắm tay mình mới có được một cái cảm nhận rõ nét nhất. Đến đây gặp em thì cũng là một cái duyên. Thì anh cũng muốn là nó sẽ có cái gì nó bền lâu hơn. Và anh tặng em cái khúc mà mãi mãi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu. Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhàn du tiếng hát chơi vơi. Hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao lần, người ơi xin lắng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều trong gái, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Mình đủ lớn rồi, mình cũng đủ để suy nghĩ quyết định đúng đắn rồi, đưa ra quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi bây giờ thì chúng ta hợp thức hóa cái bó hoa đó nào. Anh chị em xin nhận bó hoa này nha. Anh tặng em. Và anh chị em xin nợ cái món quà. Tới hôm đầu tiên mà em với anh đi hẹn hò thì em sẽ trả lại cho anh sau nha. Không sao. Mình cũng cầu mong rằng hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn, để lo cho mấy đứa nhỏ. Bây giờ mấy đứa nhỏ lên đây đi. Nhà sắp có em nữa nha. Bây giờ mình hát cả nhà thương nhau được không? Hát cả nhà thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Các bạn hãy nhớ cái lời của bài hát này. Cả nhà phải thương yêu nhau, xa nhau thì phải nhớ, và gần nhau là phải luôn mang tiếng cười đến cho nhau. Và hy vọng rằng với những khoảnh khắc này, chúng ta cố gắng giữ lấy thật chặt nha. Yêu nhau vì mấy đứa nhỏ, đừng cố gắng gồng mình quá. Hãy sống bằng cả trái tim của mình. Làm sao để giữ con thuyền đó đi trong phong ba bão tố, đi suốt cuộc đời này. Tặng quà nào. Rồi, chúc đại gia đình hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một cái nút bấm làm cho tôi nhói tim, một cái nút bấm làm cho tôi hạnh phúc. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Thép Vina KOA, tinh thần thép. Thích nấu ăn, chăm sóc gia đình. Gì nữa không? Khuyết điểm thì không có. Khuyết điểm không có luôn hả? Không. Rồi, khỏe re vậy ta. Mày giỏi à, khuyết điểm không có. Còn có hay không từ từ nó lòi ra mới biết. Ví dụ như là lễ Tết là anh không đi chơi, nhưng mà em đi chơi thì phải cho em đi chơi. Đi thoải mái. Em đi thoải mái, với anh Lợi này là em đi vô tư luôn ngày lễ Tết. Đúng rồi, không chở người ta đi chơi được thì phải để cho người ta đi chơi, không được ý còn. Dạ. Đúng rồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì xin mời hai bên sẽ giới thiệu về mình lớn lên, để hai bên cùng cảm nhận qua cái hàng rào tình yêu này nha. Mời em trai giới thiệu về mình đi em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Phạm Ngọc Lợi, 39 tuổi, quê quán ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nghề nghiệp hiện tại mình kinh doanh dịch vụ chạy xe. Xe mấy chỗ? Xe 7 chỗ. Xe 7 chỗ. Bây giờ mình tới nhà gái nè. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, và chào anh bên kia, chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Trần Ngọc Thơm, hiện tại 36 tuổi, quê ở Tiền Giang và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm kế toán cho một công ty của giáo dục. Bên kia Đồng Tháp, bên đây quê Tiền Giang. Tiền Giang là huyện nào vậy là Thơm? Dạ, em ở huyện Châu Thành, thị trấn Tân Hiệp. Rồi, vậy là chung huyện với anh luôn rồi. Châu Thành thì đi với tới Đồng Tháp cũng vài chục cây số thôi, không sao cả. Rồi lâu lâu mình về quê đi chung lần cũng được hả Lợi ha? Dạ. Lợi có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm em là thích nấu ăn. Dạ. Chăm sóc gia đình. Gì nữa không? Khuyết điểm thì không có. Khuyết điểm không có luôn hả? Không. Trời, khỏe re vậy ta. Mày giỏi à. Khuyết điểm ngon không có vậy luôn. Khuyết điểm không có luôn, ngon không vậy có. Kèo này ngon à. Còn có hay không từ từ nó lòi ra mới biết. Rồi mình tới với ưu điểm khuyết điểm của nhà gái. Dạ. Về ưu điểm thì em là một người khá là mạnh mẽ, vui vẻ, biết yêu thương, lo lắng cho gia đình. Về nhược điểm thì em không có giỏi trong nấu ăn, hơi nóng tính và không có giỏi trong giao tiếp. Thơm ơi. Dạ. Nghe Thơm là mình thấy ngạt ngào rồi. Vậy mà nóng tính là sao Thơm? Dạ, cũng hơi nóng tính thôi chứ không phải là nóng tính dữ. À, hơi thôi. Ví dụ nóng mà dỗ dễ dỗ không em? Dạ, nóng nếu mà dỗ thì sẽ nguội ạ. À, chẳng qua tại nào giờ người ta ít có người dỗ thôi nên người ta hơi nóng. Rồi bây giờ nè, Lợi. Dạ. Em được tình duyên sao rồi? Dạ em có hai mối tình anh. Mối tình gần đây thì cũng chia tay 3 năm mà do vì công việc em chạy xe rồi những ngày lễ Tết đâu á em không có chăm sóc được, không đi chơi được rồi thành ra ta không chịu nữa. Em quen mấy mối đầu tiên là mấy năm? Mấy tháng à. Trời ơi, quen lâu vậy. Có gì chứ. Rồi quen thứ hai? Thứ hai là quen cũng được năm mấy 2 năm. Yêu nhau sâu đậm không? Cũng chưa sâu đậm. Nó tới đâu rồi mà kêu nó chưa sâu đậm? Tới đoạn tới khúc nào? Đoạn nhạy cảm lặng ngưng. Nhạy cảm lặng ngưng. Vậy là chưa có chuyện nhạy cảm xảy ra. Nhưng mà tại vì em không có chăm sóc bạn gái là bạn gái chia tay đúng rồi. Ngày xe thì lễ Tết đâu á là mình lo mình kiếm tiền không à. Còn ngày bình thường thì đi chơi thì vô tư ở đâu cũng được. Ngày bình thường người ta đi làm mà lấy gì đi chơi. Thôi cố gắng. Bởi vì giờ rút kinh nghiệm ra thì tới đó mình nhín nhúc lại chút thời gian. Đúng rồi, nhín nhúc ra, nhín chút thời gian ra để chăm sóc người yêu nha. Nhưng mà cái nghề này tới ngày lễ mới là có công việc nhiều để mà làm, đúng không? Nên khó. Thậm chí ngày thường cũng lái không kịp nữa, đừng nói chi ngày lễ. Trời ơi, nghề này đang thịnh mà. Khó khăn về thời gian vậy đó. Nhà gái thấy sao? Chào em gái Tiền Giang, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ảnh là lái xe anh bận nhiều quá đó, mà hai mối tình là chưa có tới chỗ nhạy cảm đâu. Dạ. Còn em gái sao? Mấy mối rồi? À, em cũng 2 mối. 2 mối nhưng mà gần đây nhất thì cũng khoảng tầm 4-5 năm. Nhưng mà cũng không có thời gian lâu, khoảng chừng tầm gần 1 năm thôi. Nhưng mà tới cái chỗ nhạy cảm là có ngưng không? Hay là... Dạ nó tới cũng luôn. Chưa. Cũng chưa có nhạy cảm, cũng chưa tới chỗ nhạy cảm nha. Bây giờ em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, về mẫu người em mong muốn thì... tính tình cũng vui vẻ, tại vì em thích một cái người vui vẻ, có thể trò chuyện đầu này kia, biết yêu thương lo lắng cho gia đình, có một cái suy nghĩ không có cứng nhắc bảo thủ. Ví dụ như là lễ Tết là anh không đi chơi nhưng mà em đi chơi thì phải cho em đi chơi, đi thoải mái. Em đi thoải mái với anh Lợi này là em đi vô tư luôn ngày lễ Tết. Đúng rồi, không chở người ta đi chơi được thì phải để cho người ta đi chơi, không được quỷ ý kiến còn. Dạ. Đúng rồi, cũng không cần phải ý kiến gì cả, đi chơi mặc em. Anh chỉ biết kiếm tiền thôi, cho em đi chơi thôi. Dạ. Được không? Dạ được, quá vậy tốt. Chỗ này là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Có cái gì mà mình không thích ở đàn ông không? Thí dụ như tư tưởng cứng nhắc á, bảo thủ đó. Không, anh này không có cứng. Dạ. Anh này là tư tưởng rất là mềm xèo luôn. Rồi nói chuyện á thì kiểu như là hay khoe khoang á. Rồi không có biết lo cho gia đình, không có quan tâm cho gia đình thì em không thích. Em có khoe không em? Dạ không anh. Có chiếc xe mình khoe chứ mình đâu khoe gì hơn đâu, đúng không? Được, anh thấy chỗ này cũng được. Dạ. Mời bà mối kiểm tra. Dạ. Đàn trai tôi rất là ok, thoải mái, vô tư, giỡn được, dụ được luôn. Em chào anh. Anh ơi, bây giờ mình cái mẫu hình lý tưởng về người vợ tương lai của mình là như thế nào anh? Cũng không cần đẹp lắm, dễ nhìn là được rồi. Biết đây nhìn rất dễ nhìn là thấy luôn. Nhìn ra thấy liền, dễ. Yêu thương gia đình, tính trên nhường dưới được. Đó, bên đó là rất yêu thương gia đình cho nên cũng cần một người đàn ông yêu thương gia đình. Chăm lo gia đình, biết làm. Dân từ gia đình chăm sóc phụ giúp cho gia đình là được rồi. Rồi có cái điều gì mà mình không thích không? Mình nói trước luôn. Thích nữ thì hút thuốc nè, căm mình. Trời ơi. Hoặc là nhuộm tóc lè lẹt quá. Bên đó là tóc đen lắm mà, để em hỏi có hút thuốc không? Chị ngày mấy gói? Chị ngày mấy gói? Cũng 6-7 gói gì đó. Em thì không có hút thuốc nhưng mà em có nhuộm tóc. Em có một vài hình xăm nhỏ nhỏ. Giống như mình xăm nghệ thuật thì cũng được, nó đẹp. Còn mà xăm mà như xăm trổ quá là nó... Xăm trổ quá hả? Xăm chân mày đồ được không? Được chị. Được đúng không? Mà bên đó không có xăm chân mày. Mình nói chỉ xăm cổ tay với xăm cổ chân thôi. Đúng rồi, cái đó là nghệ thuật được. Còn ý nói xăm là bít mình, lưng. Với nguyên cái lưng thì chưa kiểm tra được nha, tại đang mặc áo. Bây giờ thấy được hết rồi hả? Thấy hai người này vui ạ. Bây giờ là em gái Thơm, em đi với ai? Dạ, em đi với chị ba của em. Chị ba? 2 người cháu và đồng nghiệp. Đi đông quá. Sao ý kiến chị ba thấy cháu rể tương lai em kia được không chị ba? Trước là cho tôi chào hai MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Giờ chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, tạo cho hai em nó gặp nhau. Về nhận xét về em trai bên đây thì chị thấy cũng dễ thương, dễ nhìn. Nếu mà còn như em gái của chị thì ở nhà rất là vui vẻ, hòa đồng, và nhất là rất quan tâm cho gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Chỉ có hơi nóng tính chút xíu là hồi nãy nó nói đó, chị thấy hai em cũng hợp với nhau. Nếu hai em cho nhau cơ hội thì chị mong hai em bấm nút rồi từ từ mình tìm hiểu thêm. Cảm ơn chị Ba. Nhà trai mình đi với ai vậy anh? Đi với dì Sáu. Sao dì Sáu? Chào chương trình. Sáu khỏe không? Dạ. Sao khỏe không Sáu? Dạ cũng khỏe anh. Hôm nay gặp Ngọc Linh đẹp trai quá à. Sao đó, thấy chưa? Sáu khen tôi rồi đó. Lan Ngọc Lan cũng đẹp quá à. Hâm mộ hai MC lắm. Cảm ơn Sáu nha, Sáu cũng đẹp nữa. Sao? Hôm nay là dì cũng mong cho hai cháu cũng hàng ba rồi thôi. Dì cũng không biết cho nói gì hơn thôi ha. Mong hai cháu bấm nút đi rồi tìm hiểu với nhau. Nhưng mà sao thấy cháu dâu tương lai này được không? Cũng được. À, được dạ, không? Được. Thơm không? Thơm. Thơm sẵn rồi anh. Tên Thơm mà. Rồi cảm ơn dì Sáu, dì Ba nha. Rồi bây giờ mình mở ra. Tấn công đi anh. Tới luôn Lợi. Anh tặng em, chúc em lúc nào cũng xinh tươi như hoa. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Em cũng gửi anh món quà là cây xương rồng, là cái cây em thích. Và nó cũng có cái ý nghĩa là nó rất là mạnh mẽ và luôn là vươn lên dù có khó khăn như thế nào. Rồi anh cảm ơn em. Bây giờ Lợi, bây giờ sẵn bây giờ mình vô mình làm một bài hát nào giao lưu cho nó không khí cái nó đỡ rung đi Lợi. Hát bài gì mà nó không khí lên Lợi. Vừa đến hoa phê trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Tới công chuyện luôn. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngàn mắt em, xin nhìn về anh. Vô. Lại em hỏi cái hình xăm chỗ nào coi thử được không? Cái đó gọi sao đây nè. Để đâu đó kìa, coi kìa. Dạ là cái gì đó là coi kỹ coi. Xăm cái gì vậy em gái? Dạ con cá heo. Ủa xăm cá heo chi vậy? Dạ tại vì em thích con cá heo. Trời, ta sẽ xăm cá kèo dễ. Hồi đó được ha, nhỏ ha, cá heo. Không rồi, sao không sao ngồi đây. Sau 30 mấy năm mình mới gặp nhau đó, mình thấy sao nè? Em thấy anh cũng hiền lành. Cũng vui vẻ và hát hay. Dở lắm chưa, tại gán hát. Đối với em như vậy là hát hay rồi. Còn anh cảm nhận về lần đầu gặp em như thế nào? Em thấy cũng vui vẻ, hòa đồng. Dạ. Ông anh cũng rất thích mẫu người vui vẻ, hòa đồng. Em chịu rồi. Chịu ha? Chịu à. Nhưng mà anh ở Đồng Tháp thì không biết là nếu mà mình bấm nút thì là khi nào anh sẽ có thể lên Sài Gòn ở trên đây để mà gặp em? Dù em làm trên đây là ở trên đây luôn ha? Em làm trên đây và ở trên đây luôn. Ở đây luôn, ở quận mấy? Em ở quận Bình Tân. Có khi một tuần có khi đi lên đây lần hay lần gì đó. Rồi dạ. Hẹn uống cà phê rồi. Cái tuần nào cũng đi cũng có nữa. Chở khách có khi ngày đi 2 lần nữa. Khách đi rồi nó đi, người ta là. Còn sau này nhiều khi không có khách đi mình cũng được. Đó. Cái này hay nè, không có khách cũng đi nữa. Nếu mà tiến tới kết hôn thì chừng nào em được? Dạ, em thì khi nào cũng được. Nhưng mà chủ yếu là mình trao đổi. Nếu mà mình cảm thấy có duyên phù hợp thì em không có quan trọng thời gian. Còn anh thì phải hết năm nay qua năm sau mới. Lý do là sao vậy? Tại còn số công việc giải quyết nữa, qua năm sau mới xong được. Dạ. Em thích mấy đứa con? Dạ, chắc chừng 1-2 đứa rồi. Thì 2 đứa đủ nuôi rồi, nhiều quá nuôi không nổi đâu. Hỏi thích trai hay gái? Trai hay gái gì không? Dạ, không đứa nào cũng. Đúng rồi, con nào con cũng mình chứ. Rồi giờ lấy nhau rồi tiền ai giữ? Ai giữ cũng được chị ơi. Hỏi đi, hỏi cô gái. Em quản lý tài chính tốt thì người đó giữ. Dạ em làm kế toán em quản lý tốt. Rồi, chắc có lại đưa anh giữ. Tiền rồi. Nếu mà anh cần người quản lý thì mà cứ đưa em quản lý. Phụ nữ giữ nó còn đủ hơn phụ nam. Dạ. Em giữ thì giữ là còn đủ, em lấy ra khó lắm em. Dạ ơi. Đúng rồi. Như của em thì em giữ, của anh còn đưa em giữ thì cũng em giữ hết luôn cũng được. Rồi giờ anh chị bạn nhau là mình kết hôn xong mình lập nghiệp ở đâu? Mình ở đâu, ở Sài Gòn hay là về quê hay như thế nào? Làm kế toán đó là cho công ty nào? À, em làm cho một công ty của Nhật. Em cũng sống ở Sài Gòn rất là lâu rồi. Thì cái thiên hướng của em là em vẫn sống ở Sài Gòn. Thì không biết là anh cảm thấy như thế nào? Cái đó là mình ở thuê hay là sao? À, nhà của em. Nhà em. Ngon luôn, vô hỏi mướn nhà luôn. Vụ này tôi khoái lắm nè, có sẵn luôn rồi đó. Lên mở cái tiệm dịch vụ xe cộ, thuê xe, mướn xe, bán xe, rửa xe, giao xe gì đó. Đó, bên đây có nhà, bên đây có xe. Ừ, cộng lại Thơm. Thơm á, đúng Thơm luôn. Dạ, anh có đồng ý lên ở trên thành phố không? Được em. Dạ. Dọn lên liền luôn đi, tôi thấy được rồi đó. Hợp lý đó, được không lại? Chút qua luôn được không ạ? Chút qua luôn hả? Cái này hơi sớm quá. Bây giờ là hai đứa đứng lưng lên. Được rồi đó, anh thấy được rồi đó. Đây Lợi nắm tay đây. Đưa hai cái tay bên kia nữa. Đó, nắm vô. Em thấy người đối diện em được không? Được anh. Được ha. Thơm thấy được không? Dạ được đó. Con tim mình nó rung rung miếng nào không? Có thấy rung rinh miếng nào chứ? Mình cũng lớn tuổi dạ, rồi đó. Em thì nói chung là thấy cũng trước mắt thì thấy cũng có phù hợp với lại cái nhu cầu, cái yêu cầu của em. Nếu mà mình tiếp xúc nhiều thì mình sẽ có được cái tình cảm nhiều. Đúng rồi. Bây giờ hai đứa chưa có tới cái phần nhạy cảm nào chứ. Giờ mình tập trước không? Mình ôm cái cảm giác của nó sao nè, ôm vô cái coi lại. Coi ôm gọn trong lòng vòng tay. Đúng rồi, quay mặt phía trước ta. Như Hàn Quốc vậy đó, trời ơi mọi người ơi. Tôi chụp tấm hình coi, đứng ôm sát vô coi. Vuốt tóc lên kìa lại, vuốt tóc bạn gái lên chút nè. Đó, mình đừng vuốt vậy, người tóc người ta đang đẹp. Rồi mình áp vô ngực. Rồi cái tay mềm mại vô, cái tay thẳng đuột vậy. Rồi mình áp vô ngực, mình áp vô ngực đó. Rồi nha, tôi chụp nha. Cười tươi lên nha, tôi gửi về cho ba má coi. 3, 2, 1. Tụi con đồng ý với nhau không? Đồng ý. Đồng ý, tôi bấm nút hồi giùm luôn nha. Dạ. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Bấm. Đẹp quá xa gì ba hả? Đẹp quá 6 hả? Đẹp. Tay nắm tay. Đó, bây giờ bao giờ buông tay nhau ra. Bây giờ nè, sẵn đây á mình xin phép dì ba, dì Sáu rồi xin phép gia đình của Thơm cho tụi con tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau. Thì trước tiên cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nay dì ba, dì Sáu rồi tất cả các dì đều đi theo ủng hộ cho hai con. Con hứa hai đứa con sẽ tìm hiểu sâu đi đến hôn nhân sớm nhất. Hay quá. Rồi, chào miền Tây thân yêu. Dạ. Và thưa quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó là 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép và tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.